Thưa các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì Kỳ Duyên sẽ mang cái đôi giày này cho để em mang thử cho em có đứng ngừa với anh không nha. Anh chờ em tí để em mang coi. Đây em sẽ làm giờ kết thúc về trong chương trình ngày hôm nay. Kỳ Duyên và anh ạ, xin chúc mọi gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Cô đi giờ này Quang Dũng cũng chết dở chứ đừng nói. Đâu, anh Dũng có đánh rồi, Dũng có đánh rồi. Em Dũng có đánh rồi sao? Em xin chào hai anh. Và cũng xin lỗi, em phải ra. Và xin giới thiệu quý vị. Đây là cái đôi giày đích của ca sĩ nào không? Thôi để đi, để khán giả đo. Đón quý vị đón coi ca sĩ. Như là cái đôi giày của Bạch Tuyết đó. Đón quý vị đón thử coi đôi giày này của ai nha. Nếu mà đón đúng Cinderella thì... Cinderella. Giờ mình phải kiếm coi ca sĩ có ai mà đi vừa cái đôi này nha. Bye. Quang Lê xin trân trọng kính chào các khán giả trên Facebook của Quang Lê. Lời đầu tiên Quang Lê phải nói là Happy New Year, chúc mừng năm mới. Giờ này thì Quang Lê biết là có lẽ là các bạn đã ngủ rồi. Đương nhiên là những ai mà xem livestream này có nghĩa là đang ngủ hoặc là chuẩn bị sẽ ngủ. Quang Lê livestream để nói một lời, đó là nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người trên fanpage của Quang Lê trong những ngày qua đã yêu thương Quang Lê cũng như đã ủng hộ bài hát Duyên Phận. Đó là một bài hát mà Quang Lê chỉ nghĩ là livestream mang tính chất giải trí mà thôi, thì chỉ một thời gian ngắn cái lượng người mà đã xem rất là đông. Quang Lê cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì như Quang Lê đã hứa là Quang Lê sẽ đăng dự án sẽ làm một cái music video thật là đặc biệt và thật là đúng đắn và có sự đầu tư, thì có lẽ một ngày không xa. Và bây giờ thì các bạn đang xem, các bạn có thể là chia sẻ cái đoạn clip này giùm Quang Lê ngay bây giờ. Vì sao phải chia sẻ? Tại vì Quang Lê ngay bây giờ cần quý vị chia sẻ cái khúc nói chuyện này để làm một điều rất là quan trọng, đó là thăm dò ý kiến khán giả. Là trong dịp Tết này Quang Lê muốn có một dự án âm nhạc với con gái nuôi Phương Mỹ Chi và sẽ phát hành đúng vào dịp Tết. Quý khán giả có bài hát nào yêu cầu có thể là nhắn tin ngay bây giờ hoặc là chia sẻ với bọn bạn bè để mà Quang Lê nhận được cái tin nhắn này. Và nhạc phẩm Duyên Phận các bạn muốn Quang Lê sẽ thực hiện như thế nào, một cái phim ngắn hay là một bài hát music video, Quang Lê rất là mong chờ những ý kiến của mọi người. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đặc biệt thì Quang Lê cảm ơn các anh chị phóng viên, các báo giới đã đến trang Facebook của Quang Lê và có những cái lời khen ngợi, cũng như là Quang Lê rất là vui mừng cái bài mà chưa yêu lần nào biết xa làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Đó là cái bài hát mà Quang Lê chỉ nghĩ hát vui thôi, mà bây giờ thì Quang Lê rất là vui đang dự án và rất mong là quý vị sẽ gửi những lời yêu cầu rất là nhiều để mà Quang Lê giữ thông tin và sẽ hát những bài hát mà quý anh chị yêu cầu. Rất cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì chúc anh chị năm mới an khang thịnh vượng. Và hãy chia sẻ thông tin và Quang Lê sẽ đọc từng lời nhắn, từng lời bình luận của quý anh chị và sẽ làm những sản phẩm âm nhạc thật sớm trong dịp Tết Đinh Dậu. Và chúc quý vị bước qua năm mới những ngày đẹp. Và bây giờ chúc quý vị ngủ ngon, mơ đẹp. Tuy nhiên mà thì chiết xuất linh chi là một trong những hiện bây giờ Kim Anh cũng vậy, bản thân Kim Anh thương cái này lắm luôn á, tại vì hầu như mình rửa mặt thường xuyên, sáng rửa mặt, tối rửa mặt, thậm chí mình đi ngoài đường về mình cũng phải rửa mặt, và nó làm cho cái da mình nó trắng hồng tự nhiên
nha. Và nó ngăn ngừa mụn nám cho mình, ngăn ngừa mụn nám nha, ngăn ngừa nha cả nhà, ngăn ngừa mụn cám nè, mụn nám cho mình luôn. Đó, đó là cái tiếp sữa rửa mặt này, là tiếp sữa rửa mặt Wow, Clear the Wow nha cả nhà. Đó. Và cả nhà ơi, mình đừng có ham cái sữa rửa mặt nào mà có nhiều bọt, tại vì khi mà cái sữa rửa mặt nào mà nó nhiều bọt á là nó phải có chất tẩy. Và khi có chất tẩy á, khi có chất tẩy thì cái da của mình á, nó sẽ bị bào mòn là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó sẽ làm cho khô da. Mà khi khô da thì cả nhà có cảm nhận không? Khi khô da thì cái da mình sẽ bị nhăn lại. Như vậy á, sẽ tạo cho một cái thói quen, đó là cái da của mình sẽ dễ nhăn, dễ sệ nha cả nhà nha. Cho nên cái tip Laura Sunshine Wow Cleanser Wow này nè, tip sữa rửa mặt này là vừa đủ cái độ bọt để mà mình rửa mặt. Sau khi mình tát nước lên, mình xức một ít sữa rửa mặt lên, rồi mình thêm một chút nước nữa là nó sẽ ra bọt, bọt vừa phải thôi. Và khi mà mình rửa vậy á, sẽ giữ ẩm cho mình rất cao nha. Nhiều khi mình quên á, mình chỉ đi rửa mặt thôi, mình rửa mặt xong. Nhưng nhớ dùm Kim Anh là phải sử dụng đúng cách. Là sao? Khi các bạn đi ngoài đường về, các bạn chịu khó tẩy trang dùm Kim Anh. Tẩy trang xong, nếu như mà ai có điều kiện thì mình tẩy tế bào chết, còn không có điều kiện thì mình rảnh thì mình tẩy tế bào chết thường xuyên, để mà mình lôi những cái phần mà mỹ phẩm mình tẩy trang không hết á, thì sau đó mình rửa sạch mặt lại với lại sữa rửa mặt ha. Đó, khi mà mình rửa sạch mặt rồi đó, thì nhiều khi mình quên không có sức kem dưỡng ban đêm á, tại vì cái mặt nạ ngủ ban đêm, tức là cái dưỡng dưỡng da ban đêm của Nhật Kim Anh nè. Thì ví dụ như nhà cả nhà mình rửa mặt xong rồi, cả nhà mình quên đi, mình không có sức kem đêm lên, thì nó thì cái sữa rửa mặt của Kim Anh nó vẫn giữ cho mình cái độ ẩm rất là cao nha cả nhà nhé. Mua một bộ phẩm giá sao vậy chị? Dai Vivan ơi, một bộ sản phẩm của Nhật Kim Anh, nguyên một bộ luôn, 9 sản phẩm, gồm 9 sản phẩm, bao gồm nè, mắt nè, Oliver tẩy tế bào chết nè, rồi kem body ban đêm nè, đó, kem body ban ngày nè, đó, phay ngày nè, phay đêm nè, đó, phay ngày nè, trị mụn nè, à, chống nắng nè, đó, tổng hết nguyên một bộ luôn là có giá là 6.650.000, phải không? Đúng rồi, 6.650.000 nha cả nhà nha. Vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối dùm Kim Anh. Rồi, còn ai, những ai mà muốn liên hệ để làm nhà phân phối thì vui lòng gọi 028 3537 9999, 4 số 9 nha. Ừ, để mà mình được tư vấn, để tham gia liền, đăng ký làm nhà phân phối liền, để mà mình dự cái sự kiện bùng nổ vào tháng 6 hoặc tháng 8 nha cả nhà nha. Công ty sẽ thông báo sớm cho cả nhà mình. Rồi, còn một câu hỏi cuối cùng. Câu này rất là dễ nha các bạn nhé, nhưng mà các bạn nào trả lời nhanh nhất, sớm nhất và share cái livestream này với lại để số điện thoại lên thì sẽ được trúng thưởng nha các Nếu bạn. Nếu không có người ngồi cạnh Nhật Kim Anh thì sản phẩm sẽ ok lắm. Ủa là sao? Ủa sao kỳ vậy? Không, nếu không có người ngồi cạnh. Trời ơi sao vậy? Nói chung á là bạn Hoàng Nhật Minh ơi. Sao vậy nè? Bạn Titi cũng là một trong những đại sứ của bên Nhật Kim Anh nha. Sữa rửa mặt và kem chống nắng bao nhiêu vậy ạ? Quỳnh Như ơi, kem chống nắng giá là 450.000, còn sữa rửa mặt là giá 550.000 nha. Hàng của mình là hàng cao cấp, vì vậy các bạn đừng có so đo giá. Tại vì nếu Kim Anh làm mà dạng giá bình dân á thì Kim Anh nghĩ Kim Anh bán nhiều lắm. Nhưng mà bán nhiều kèm theo là mình không có bảo đảm với lại cái mỹ phẩm của mình, thì Kim Anh cũng không muốn nha. Tại vì mình làm mình phải có tâm và có tầm. Đó. Dạ. Trần Đăng, cô diễn viên xuất sắc Mỹ Lan bên dòng sông trẻ. Cảm ơn anh Đăng nhiều nha. Ngọc Nguyễn nói là không hiểu sao chứ thấy da mặt Kim Anh và chàng trai kia rất mịn và đẹp. Dạ đó, tụi em xài Laura Sunshine đó, tại vì trước khi sản xuất Kim Anh cũng tâm sự chút xíu là trước khi sản xuất Laura Sunshine thì chính Kim Anh và chính Mr. T cộng thêm 10 người nữa, tại vì Kim Anh mỗi loại da khác nhau á, Kim Anh thấy rằng là khi mà mình nghiên cứu về cái mỹ phẩm á thì mình phải nghiên cứu cái thời tiết nè, cái môi trường của đất nước Việt Nam mình, cũng như là làn da châu Á mình á, thì sau khi mà mình tìm hiểu và nghiên cứu để cho ra cái bộ sản phẩm này thì Kim Anh cũng nói luôn là bản thân Kim Anh phải sử dụng nó trước đã,
phải thử một năm, và bạn TT là thử 6 tháng. 6 tháng hôm nay là cũng đã 7-8 tháng rồi. Ừ. Rồi còn chị ruột của Kim Anh cũng là cái người mà Kim Anh phải thử nghiệm làm chuột bạch luôn. Rồi